Vâng, hello các bạn. Họ đang đứng ở khu vực đường Đống Đa. Bên kia là bến tàu đua F1 của Bình Định sắp được hoàn thành các bạn. Đấy, khu vực này thì hiện tại thì mình thấy nó rất là đẹp rồi. Đường đôi được sơn bạch kẻ đường chính giữa. Chính giữa thì đây quay lại cho bạn xem này. Chính giữa thì được để các cái chậu hoa giấy nha. Từ cầu đen nè bạn đến tận với Toshibo rất là dài luôn, rất là nhiều chậu hoa giấy lớn các bạn. Bên phía trong kia thì các bạn xem trên clip Playcam thì mình thấy thì cơ bản đã hoàn thành rồi, còn bây giờ thì làm các cái việc nội thất của các tòa nhà này nữa thôi. Ok các bạn, rất là ok nha. Hôm nay là thời tiết nắng đẹp, quay cho các bạn xem thì nó rõ ràng hơn mấy hôm bữa trước nó mờ mờ đó các bạn. Đây, không có xe mình đi qua đường luôn. Quay cho bạn xem, đây này. Đó, chính giữa đây là họ làm giải phân cách cứng này, lát đá luôn các bạn. À, chính giữa là trồng cây này các bạn. Đó, rất ok luôn. Còn bên kia là đường dẫn dầu thì vẫn để lại. Đó, hàng rào thì họ làm hàng rào kiên cố luôn. Ở phía trong của vỉa hè thì họ trồng cây, trồng các loại hoa đó các bạn. Nó đang lớn cho nên hiện nay nó chưa có đẹp. Đấy, biển báo thì rất là rõ ràng. Khu vực này là cấm đậu, ngày xưa là xe có cán đó các bạn, họ đậu ở đây rất là nhiều, bây giờ là cấm đậu. Khu vực này thì có tất cả là 4 làn xe các bạn và 2 làn xe phụ phía trong nữa, để mà dừng đậu khẩn cấp hoặc là chờ dành cho người đi bộ đó các bạn. Đó, chỗ này thì xe cản ra vô. Đấy, dưới này là cản rồi các bạn. Còn bên trong thì khu vực công trường họ làm cũng nhanh sau Tết này, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi là khu bến tàu Đống Đa này sẽ đưa vào hoạt động và đưa vào cái giải đua thuyền máy F1 sẽ diễn ra ở Việt Nam đầu tiên và ở Quy Nhơn. Rất vinh dự là Quy Nhơn là thành phố đầu tiên của Việt Nam giải đua thuyền này diễn ra, và hy vọng những lần sau đó thì nhà đua tiếp tục chọn Quy Nhơn làm cái điểm đua hàng năm.
Đây các bạn, phía trước là cảng Quy Nhơn rồi. Tới đây mình sẽ quay lại cái đoạn này cho các bạn xem. Đó. Đây. Đó, các bạn cấm đậu đổ nha các bạn. Rất là rõ ràng. Chứ các bạn ở trong mình quay chỗ quảng trường Quy Nhơn, các bạn nói không thấy cấm bảng đậu đổ. Chỗ đó cũng có cấm cái bảng to đùng các bạn. Đấy. Đây. Đó, ba làn xe nha các bạn. Ở chính xác là hai làn xe và một làn xe phụ ở bên này. Một bên đường. Còn bên kia cũng vậy các bạn. Nhưng mà không được đậu đổ xe ở đây các bạn nha. Không được đậu đổ xe ở đây. Chỗ đây thì có bảng chỉ dẫn rất là rõ ràng nha. Đó, như bảng chỗ đây là dành cho người đi bộ và cấm quay đầu xe. Cũng cấm quay đầu xe cũng là cấm rẽ trái các bạn. Đấy. Đây, bảng cấm đậu đổ nữa đây. Mình rất tiếc là cái vỉa hè này nó rộng nhưng mà không được nhà nước mình lát đá granite luôn cho nó đẹp các bạn. Rác cái đó, đá đỏ này nó không còn đẹp nữa. Tại vì bây giờ Quy Nhơn á rất là nhiều tuyến đường họ đã thay đá này thành đá granite rồi. Đấy, cho nên là rất là tiếc. Đã làm luôn. Làm xét xáo luôn các bạn. Đá granite rồi con bờ này cũng nên làm đá granite luôn bạn cho đẹp. Đó, để các cái chậu hoa giấy nè bạn, to, chậu to các bạn nha. Lên tới giao nhau với Toshibo Thị Nại nè bạn, với đường Phan Đình Phùng. Đấy. Khu vực này sau vài năm thì đã thay đổi cũng khá là chóng mặt đó các bạn. Thay đổi rõ ràng. Còn Toshibo Thị Nại thì mình thấy vẫn chưa có nhiều cơ sở tư nhân tới thuê chỗ này để mà làm các bạn. Rất là vắng khách lắm. Có lẽ là trái đường các bạn nha. Theo mình nghĩ vậy, trái đường. Quy Nhơn thì tập trung vào đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Thành, mấy cái đường ở trung tâm thôi các bạn.